cúp Lost Space mới tại Trung Nguyên, viết ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tố ngược bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tự gửi tài liệu giả mạo và tự yêu cầu giám định nhằm vu oan cho Trung Nguyên. Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự gửi tài liệu có dấu vết cắt ghép và tự yêu cầu cơ quan chức năng giám định tài liệu của mình nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án để hưởng lợi càng lâu càng tốt từ nhà máy Trung Nguyên IC tại Bắc Giang. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên họp xem xét yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc hủy quyết định, nghị quyết bãi nhiệm và khỏi vị trí là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên, Trung Nguyên Instant Coffee, Trung Nguyên IC. Trước khi phiên xử diễn ra, bà Thảo đã công bố các kết luận của Viện Khoa học Hình sự ngày 30 tháng 1, 2019 và ngày 24 tháng 5, 2019. Trong đó, kết luận của các tài liệu đã bị cắt ghép. Dựa trên kết luận này, bà Thảo cho rằng các giấy tờ mà đại diện bên theo ủy quyền của Trung Nguyên IC, luật sư Nguyễn Như Phước cũng là phó phòng pháp lý của Trung Nguyên và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp cho Tòa án Bình Dương đã có dấu hiệu cắt ghép sửa chữa so với bản gốc. Vì vậy, bà Thảo đã đề nghị Tòa án tỉnh Bình Dương chuyển toàn bộ hồ sơ giả mạo sang cơ quan công an để điều tra làm rõ việc giả mạo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Tòa án hủy bỏ các quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà tại Trung Nguyên IC và khôi phục lại giấy đăng ký kinh doanh lần 7 mà bà là người đại diện theo pháp luật tại công ty này. Tuy nhiên, một diễn biến hoàn toàn bất ngờ đã diễn ra. Ngày 11 tháng 7, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên đã chính thức lên tiếng về việc những thông tin bà Lê Hoàng Diệp Thảo đưa ra. Phía Trung Nguyên khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính là người cung cấp hồ sơ tài liệu có dấu vết cắt ghép. Phía Trung Nguyên dẫn lại kết luận của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an qua giám định thấy các chữ công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên, dòng chữ in thứ 10 từ trên xuống trên tài liệu ký hiệu A32 có dấu vết cắt ghép. Theo Trung Nguyên, tài liệu có dấu vết cắt ghép ký hiệu A32 là tài liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp cho tòa án và tài liệu này do chính bà Lê Diệp Thảo cung cấp cho phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương. Phía Trung Nguyên cho rằng bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã tự gửi tài liệu có dấu vết cắt ghép và tự yêu cầu cơ quan chức năng giám định chính tài liệu của mình là nhằm kéo dài thời gian để giải quyết vụ án, để chiếm giữ trái phép chi nhánh Trung Nguyên IC tại Bắc Giang để hưởng lợi càng lâu càng tốt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của Trung Nguyên. Trong phiên họp tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Thảo đã đề nghị chủ tọa tạm đình chỉ vụ việc, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi làm giấy tờ giả. Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ cho rằng các đề nghị bà Thảo đưa ra không phù hợp và đề nghị chủ tọa không yêu cầu hoãn phiên họp. Đó là phương cách để tiếp tục kéo dài thời gian xem xét vụ việc, không thể chấp nhận. Không phải người sáng lập, vì sao bà Thảo lại có tên trong danh sách cổ đông ban đầu của Trung Nguyên? Lý giải cho việc bà Thảo có tên trong danh sách cổ đông ngày đầu của tập đoàn, đại diện Trung Nguyên cho biết, Trung Nguyên thành lập cơ sở kinh doanh vào ngày 15 tháng 8 năm 1996 do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm chủ cơ sở kinh doanh. Đến năm 1999, chuyển thành xí nghiệp cà phê Trung Nguyên tại địa chỉ 268 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột. Tháng 12, 2002, xí nghiệp cà phê Trung Nguyên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Trung Nguyên với hai thành viên là Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Đặng Mơ. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2007, từ công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Trung Nguyên chỉ trở thành công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên và theo luật doanh nghiệp bắt buộc công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông. Vì vậy, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và cha của mình đồng ý cho bà Thảo tham gia vào cơ cấu công ty với tỷ lệ cổ phần là 10% vốn điều lệ. Như vậy, bà Thảo chỉ chính thức có tên trong công ty Trung Nguyên từ năm 2007 và tới đến nay chỉ có 11 năm. Do đó, việc bà Thảo rêu rao đã quản lý và điều hành Trung Nguyên hơn 20 năm là bị đặt sai sự thật, phía Trung Nguyên kết luận. Mai Phương qua đời, cả giới showbiz đau xót, nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em. Vậy là Mai Phương đã ra đi khi mới chạm vào tuổi 35. Cái tuổi lẽ ra thanh xuân và đầy đủ nhất của đời người về cả tiền bạc, danh vọng cũng như tình cảm. Trước đó, Mai Phương đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe xấu. Sau đó, gia đình đưa Mai Phương về và tối nay, tối ngày 28 tháng 3, 2020, đồng nghiệp và khán giả nhận tin dữ Mai Phương đi về nơi xa lắm. Sự ra đi của Mai Phương không quá bất ngờ bởi mọi người gần như đã có sự chuẩn bị về tình huống xấu khi Mai Phương phải nhập viện trở lại vì ung thư di căn vào tim
hồi tháng 9 2019, rồi cả những diễn biến xấu gần đây. Thế nhưng, ai cũng chung một cảm giác vừa đau vừa xót xa khi biết Mai Phương từ bỏ cõi tạm. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi là người đầu tiên chia sẻ trên Facebook về tin dữ này. Chị bày tỏ, biết là sẽ có ngày này, nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ, em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa, ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Chị và mọi người luôn nhớ em và nhớ nụ cười tươi của em. Bao nhiêu đau khổ của trần thế, giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi em gái à. Thương và nhớ em vô cùng. Chuyên gia trang điểm Phi Phi, một người có khá nhiều gắn bó với Mai Phương, cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng, hôm nay anh mới dám đăng hình em và viết cho em vài dòng như một lời chia tay. Nhìn em gầy gò ngồi đó mà phải lo và quán xuyến bao nhiêu việc trong khi thể xác bị hành hạ đau đớn. Nhưng nghị lực của em quá mạnh mẽ, có lẽ em đã giải quyết xong mọi việc rồi nên em mới chịu ra đi. Em đi thanh thản và bình an nhé, hết mệt, hết đau rồi, mãi mãi nhớ em gái nhỏ xíu không bao giờ mập của anh. Ca sĩ Pha Lê cũng bày tỏ tâm trạng buồn khi nghe tin dữ. Trên Facebook cá nhân, Pha Lê viết, cuối cùng ngày đó cũng đến, chị ấy đã chính thức về với trời. Dù ai cũng biết rằng không thể hy vọng vào phép màu, nhưng vẫn cứ cố để tin vì chị còn quá trẻ. Chị đi bình an, quá nhiều người thương chị, Phương ơi. Cát Phượng cũng chia sẻ, dẫu biết đã là kiếp người, khi sinh ra sẽ già nua, bệnh đau và chết đi. Đó là quy luật sinh lão bệnh tử, sự vô thường của một kiếp người. Vẫn biết là vậy, nhưng vẫn đau trong lòng, nghẹn thắt con tim. Xem như kiếp làm người của em chỉ đến đây, em ra đi thành thản nhé. Sẽ nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em, nhớ mãi một cô bé tên Mai Phương luôn cười và chỉ biết cười cho dù có chuyện gì xảy đến với em đi nữa. Và chị biết giữa nụ cười và nước mắt em sẽ chọn nụ cười. Nguyện cầu linh hồn em về với cửa Phật, chỉ biết lặng im nghe tim thắt lại. Diễn viên Khả Như cũng không giấu được nỗi buồn khi nghe tin Mai Phương ra đi. Cô viết trên Facebook, hết đau rồi, không sao đâu phải không chị, khi mọi thứ nằm trong sự chuẩn bị. Em nhớ hôm gặp lại chị sau bạo bệnh, chị khỏe hơn tí và ngồi nói chuyện cùng chị Ốc. Hôm đó, chúng ta cứ bật khóc nhưng trên môi vẫn cười vì hạnh phúc gặp lại. Hôm nay, em tin chị nhẹ nhàng về với trời rồi. Nụ cười luôn trên môi, phù hộ cho công chúa nhỏ sẽ ngoan hiền, mau lớn và thành công chị nha. Thanh thản nhà Mai Phương. Nghệ sĩ Linh Tý cũng bày tỏ, thế là cơn đau quằn quại đã không còn dai dẳng, đeo theo em nữa. Thế là tấm thân bé nhỏ của em đã làm tròn bổn phận của đời mình. Một người con, một người mẹ, một người đồng nghiệp thật tuyệt vời. Và thế là em đã đi nhưng em chưa vội đi đâu. Vì trong trái tim của mỗi người luôn nhớ về một cô bé đầy nghị lực, luôn lạc quan với bệnh tật và luôn mỉm cười với số phận. Tạm biệt em, diễn viên Mai Phương. Mai Phương sinh năm 1985, từng đóng nhiều phim truyền hình như Những Thiên Thần Áo Trắng, Hương Phú Hán Cào Cào, Một Ngày Không Có Em và tham gia phim điện ảnh Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài đóng phim, Mai Phương còn diễn kịch, làm MC và ca hát. Tháng 8 năm 2018, Mai Phương phát hiện ung thư phổi và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Vì bệnh ở giai đoạn muộn, di căn vào xương, sức khỏe của nữ diễn viên suy yếu nhanh chóng. Thời gian đầu, Mai Phương được chỉ định xạ trị, kết hợp dùng thuốc tiêu diệt các tế bào ung thư. May mắn, thuốc phù hợp thể trạng nên Mai Phương dần ổn định sức khỏe, chỉ đi kiểm tra nếu có triệu chứng. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Mai Phương giữ tinh thần lạc quan, quyết định tham gia một số chương trình phù hợp sức khỏe. Thỉnh thoảng, cô dự sự kiện, trình diễn thời trang. Cơ thể đau nhức, da mặt nổi mụn vì trang điểm nhưng không làm nữ diễn viên nản chí. Trước khi nhập viện ít ngày, Mai Phương còn chụp ảnh áo dài với một nhà thiết kế và vẫn giữ được tinh thần phấn chấn, cố gắng hoàn thành công việc. Những lúc rảnh rỗi, Mai Phương dành thời gian du lịch, tìm sự bình yên cho tâm hồn. Tháng 3 2019,
cô cùng Ốc Thành Vân đến Bhutan cầu nguyện sức khỏe. Ngoài ra, Mai Phương cũng đưa con gái đi chơi nhiều nơi như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hội An để bé có dịp khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Tôi sợ sau này không có cơ hội vì đang thấy nhiều điều không mong muốn xảy ra. Tôi cố gắng cho con được đi chơi dù nhiều lúc hơi đuối, nữ diễn viên từng chia sẻ. Nghệ sĩ Thành Thủy, khi thế giới lao đao vì dịch bệnh, nghệ sĩ thất thu là không đáng gì. Để hạn chế tối đa số ca nhiễm bệnh COVID-19, các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam như chương trình âm nhạc, phim ảnh và show truyền hình đều đã hủy lịch trình dự kiến. Giới nghệ sĩ cũng chịu nhiều thiệt hại khi các hoạt động giải trí liên tục bị hủy. Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng như người dân cả nước luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này. Nghệ sĩ Thành Thủy chia sẻ, nghệ sĩ than khổ khi không có show nhưng phải nghĩ đến những người khác còn khổ hơn mình. Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn nhưng phải gồng gánh nhân lực. Hàng quán đóng cửa, người bán thất thu, giáo viên không đi dạy được, cô giáo vùng cao còn phải chuyển sang bán rau. Một số công ty cho nhân viên nghỉ vô thời hạn, số tiền hỗ trợ rất ít ỏi. Cả thế giới lao đao vì dịch bệnh thì nghệ sĩ thất thu là không đáng gì. Hiện tại, điều Thành Thủy quan tâm nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Về việc một số trường hợp không tuân thủ quy định của nhà nước mà trốn cách ly, Thành Thủy thể hiện sự bất bình. Cô cho biết việc cách ly không phải là tước đi quyền lợi mà đang bảo vệ mạng sống cộng đồng. Nữ nghệ sĩ nói, ai có những hành động không trung thực trong khai báo sẽ bị cộng đồng ném đá. Khi họ khó chịu và thấy bị xúc phạm nên suy nghĩ lại. Một người nói mình không nghe, nhưng hai, ba người rồi cả cộng đồng nói mình nên có những suy nghĩ đúng đắn hơn. Với những quy định mới nhất về việc cấm tụ họp, hạn chế người dân ra đường, Thành Thủy cho rằng đây là biện pháp đúng đắn và cần thiết thời điểm hiện tại. Cô luôn tuân theo quy định chung là mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt trong giới nghệ sĩ, ai có lịch trình ở nước ngoài đều phải thông báo với đồng nghiệp, thậm chí tự cách ly ở nhà khi về nước. Thành Thủy mong mọi người cùng hợp lực và có trách nhiệm, ý thức hơn để ngăn chặn đại dịch. Trong lúc dịch bệnh hoành hành, Hoàng Mèo cũng không nằm ngoài cuộc chuyện bị hủy show diễn. Hoàng Mèo cho biết, các chương trình show diễn hội chợ cùng Tân Trề, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt đều bị hủy. Từ Tết cho đến nay không được đi diễn, anh có chút buồn nhưng không nghĩ tình hình dịch bệnh sẽ nặng đến vậy. Nam diễn viên mong dịch bệnh chóng qua để anh em nghệ sĩ và các ngành nghề khác đều được hoạt động bình thường trở lại. Gần đây, Hoàng Mèo cùng bà xã Đại Ngọc Trâm hầu như chỉ ở nhà chăm sóc hai con, mì gói và bún gạo. Hoàng Mèo có thêm nhiều thời gian chăm sóc các con, tuy nhiên anh thổ lộ. Dù muốn con sớm được đến trường, tiếp xúc bạn bè, nhưng tình hình dịch khiến tôi lo sợ. Sắp tới nếu trường cho học sinh đi học mà tình hình chưa ổn, tôi vẫn để con ở nhà. I'm so mad at you.